Chúng ta tiếp tục bài 22 cho mặt điện như hình vẽ. Bài 22 gồm có bốn đề song song với một hướng trở. Hướng trở đây là chúng ta vẽ song song. Ở đây chúng ta có một hình trở nữa, đây là điểm trở R1. Rồi vậy thôi ha. Nguồn mà chúng ta có là HK, rồi đây là bóng đèn, đây là điểm trở R1, đây là R biến ha, R biến, và cho một số điểm là điểm A, đây là điểm B, đây là điểm D. Con chạy này là con chạy C ha, con chạy C, chạy C, và nguồn được âm được dương, không có gì. Rồi vậy thôi. Và cái biến trở này có ghi là nhiêu? 54 ohm, 0,8 ampe. Đèn có hiệu điện thế định mức là 18 ohm, có nghĩa là u đèn thì nó có một u định mức của đèn là 18 ohm. Cường độ dòng điện định mức của đèn là có y định mức của đèn luôn là bằng 0,3 ampe. R1 thì cũng có rồi, R1 là 15 ohm ha, 15 ohm. Nguồn là 30 ohm, u nguồn, điện thế u nguồn 30 ohm. K đóng đèn sáng bình thường. Câu A giải thích số liệu ghi trên biến trở. Mình giải thích câu A trước đi. A, số liệu ghi trên biến trở là gì? 54 ohm, có nghĩa là biến trở là một thiết bị điện có khả năng biến đổi được điện trở của chính nó. À, chính vì vậy mà nó có tác dụng dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện. Tại vì khi thay đổi dòng điện trở thì cường độ dòng điện sẽ thay đổi theo. Như vậy đó chính là cái chức năng của dòng trở. Nhưng mà chúng ta biết 54 ohm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái biến trở này được điều chỉnh điện trở lớn nhất là 54 ohm. Và khi đó cái cường độ dòng điện tối đa đi qua biến trở là 0,8 ampe. Cái này cũng ghi thôi ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là điện trở lớn nhất có thể điều chỉnh của biến trở là 54 ohm, phải không? Và khi đó cường độ dòng điện lớn nhất qua biến trở là 0,8 ampe. Đó là 0,8 ampe, đó là qua b. Câu b là gì? Tính cường độ dòng điện chạy qua biến trở. Có nghĩa là mình tính gì? Y biến, phải không? Từ những dữ liệu đã cho mình phải tính được y biến bằng bao nhiêu. Đó chính là câu b. Và nhớ khi này thì đâu? Cái này thì nó hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường có nghĩa là điện thế của đèn là đúng như vậy rồi. Cường độ điện của đèn đúng như vậy thì chúng ta có thể tính được điện trở của đèn. Phải không? Chúng ta sẽ tính được điện trở của đèn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lại cái đèn xem chúng ta sẽ tính cái gì trước. Và cái u của đèn này chắc chắn sẽ bằng luôn cái u của biến trở. Tại vì anh này mắc gì? Mắc song song. Đèn hoạt động bình thường nên u đèn sẽ bằng đúng 18 ohm. Thì anh này cũng 18 ohm. Như vậy mình hoàn toàn có thể trừ ra là mình sẽ tính được U1, phải không? Mình sẽ tính U1. Nhưng mà ở đây mình tính cái nào? Có U1 rồi. Có U1, R1, mình sẽ tính được cường độ dòng điện quay R1. Cường độ dòng điện quay R1 sẽ bằng cường độ dòng điện của bóng đèn cộng cường độ dòng điện của biến trở.
không? Và hai này mắt song song và nối tiếp như là một. Chúng ta xem có cách nào ngắn gọn hơn không? Có cách nào mỗi một bài thì có rất nhiều cách để giải, nhưng quan trọng là chúng ta phải lựa. Ở đây thì tính cường độ dung điện của biến trở thì mình chỉ có lượng trừ ra gì không? Còn không thì mình phải có giá trị của biến trở hoặc là có hiệu điện thế thay đầu biến trở. Như vậy là chỉ có cách đó thôi. Vậy là chúng ta tính cái gì trước? Ở đây thì giải sơ đồ để chúng ta hình dung được là mình sẽ tính cái gì trước ha. Vậy trước tiên là gì? Mình sẽ tính cái gì? Cái U của đèn thì sẽ bằng cái U của biến. Chắc chắn cái U của đèn, cái U của đèn sẽ bằng với cái U của biến, phải không? Mình có cái U của biến mà. Rồi, rồi cái gì nữa? Cường độ cái U của biến rồi. Như vậy mình sẽ tính được, bây giờ mình tính được cái Y của đèn. Y của đèn, Y của đèn rồi, U của biến rồi thì nó sẽ bằng luôn U U bốn đèn và biến. Có nghĩa là hai này mắt song song thì hiệu điện thế bằng nhau và bằng luôn hiệu điện thế của nguyên cái nhóm này, thấy không? Rồi, và sau đó từ hai cái này, từ dữ kiện này mình sẽ có thể tính được cái gì? U 1, phải không? Mình sẽ tính được U 1. Có U 1 mình kết hợp thêm giá trị R 1 để nó cho từ đây thì mình sẽ tính được Y 1 giữa Y 1 và kết hợp với Y đèn rồi nó tính, thì từ đây mình sẽ suy ra được Y thì cũng biết theo đúng yêu cầu của đề. Cái gì qua? Gì? Rồi chúng ta tiếp tục ha. Vậy là dựa theo cái sơ đồ đó chúng ta sẽ tính gì? Trước tiên là chúng ta có cái gì? Ta có nè, cái U đèn sẽ bằng với U của biến trở và bằng luôn cái U chung của cái nhóm đó, hay gọi với cái tên là U là đèn với biến luôn đi. Rồi, thấy không? Là bằng 18 vô, phải không? Là bằng U đèn. Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra U1, phải không? U1 đó là U mặt này là như thế nào? U1 thì bằng U của mù trừ cho U đèn và biến, phải không? U của nguyên nguồn này mình trừ cho U của nhóm này thì sẽ ra được cái U1. Như vậy U1 là 30 vô trừ cho U của nhóm đó là 18, chỉ là bằng 12 vô, phải không? Chỉ là mình có được cái U1 kết hợp với R1 mình sẽ tính được cường độ dung điện. Ở đây cái lời giải cho em bổ sung thêm ha. Cái gì bây giờ mình sẽ tính gì? Cường độ dung điện qua cường độ dung điện qua R1 ha. Cường độ dung điện qua R1. Y 1. Y 1 thì bằng gì? U1 chia R1. U1 12 vô chia cho R1 là 15, phải không? 15. Như này chia 3 là 4/5. Thấy không? 4/5 là 0.18. Thấy không? 4/5 là 0.08 cm. Rồi, 0.8 cm. Có Y1 rồi và có Y của đèn thì mình sẽ tính được cường độ dòng điện qua biến trở. Vậy là từ ấy thì cường độ dòng điện qua biến trở như vậy thì mình có là gì? Y biến sẽ bằng Y trong mạch chính. Y1 này cũng chính là bằng Y trong mạch chính, không? Là bằng Y trong mạch chính. Do đây là đoạn mạch gì? Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch lớn và đoạn mạch nối tiếp. Rồi, vậy Y biến sẽ bằng Y trong mạch chính trừ cho cường độ dung điện của bóng đèn. Tại vì sao? Hai này mắt song song nên Y biến cộng Y đèn sẽ bằng cường độ dung điện Y trong mạch chính, phải không? Rồi, Y trong mạch chính mình đã có gọi là 0.8 trừ cho cường độ dung điện của bóng đèn là 0.3, dung điện là 0.05 mm. Đó là mình giải quyết xong câu B. Là tính cường độ dòng điện chạy qua biến trở. Câu C là gì? Xác định vị trí con chạy C của biến trở. Xác định vị trí con chạy C
Có nghĩa là con chạy C sẽ nằm ở vị trí nào và cái đoạn điện trở đó là bao nhiêu. Bản chất là chúng ta sẽ tính công R biến, bản chất của con C là chúng ta đang tính R biến bằng bao nhiêu. Và R biến là giá trị điện trở sẽ chính bằng cái đoạn từ A đến C, đúng không? Có nghĩa là đây, dòng điện đi qua A, sau đó đi lên C. Như vậy, cái đoạn điện trở này bằng giá trị bao nhiêu là tính từ A đến C, là vị trí của con chạy C. Vậy bây giờ mình tính giá trị điện trở. À, con này mình có hết rồi, nên là nó đơn giản nha. U biến có rồi và Y của biến mình có rồi. Như vậy là giá trị của biến trở, giá trị biến trở là R biến ha, R biến bằng U chia R bằng U chia Y, U biến chia Y biến. U biến 18 chia cho Y của biến trở là 0,5, chia 0,5 chính là nhân cả hai là 36 ohm. Như vậy ở đây mình có thể kết luận được rồi, là kết luận ha, kết luận. Vậy vị trí của con chạy C sao cho cái đoạn điện trở AC bằng cái đoạn chạy điện trở AC bằng 36 ohm, đúng không? Thật sự tới đây coi như chúng ta đã giải quyết xong vấn đề rồi, vấn đề còn lại chúng ta kết luận thôi. Đó chính là giá cách giải của cái bài này.